Nhờ này quán bán ế quá anh em. Rồi bây giờ là mình tiếp tục cái chủ đề của mình nha. Thì cái chủ đề của mình ngày hôm nay là cách làm cho cá gồng nó bay. Chủ đề này anh em thấy hot không? Đây, hồ cá của mình nè, đó. Nếu mà mình quay như vậy á thì anh em thấy có nước không? Nhìn đi, đó. Đâu thấy nước đâu. Đây, cá gồng bay trong không khí. Cách làm cá gồng bay. Thì trước tiên mà mình nói anh em về cái gì? Chơi cá gồng một thời gian anh em thường có hai cái bệnh không bao giờ chữa được. Một là bị cá nó hành. Hai là bị xốp nó dẫn. Xốp gì? Xốp bắn cá nè, xốp bắn phụ kiện nè, xốp bắn vật lưu lọc nè, nó dẫn anh em là một hồi nữa anh em khổ vì nó luôn. Nè anh em, nhìn lên cái vật lưu lọc của mình đi. Có gì không? Không có gì hết. Đó, hồ cá mình nước vẫn trong là đây. UV, túi lọc, xi mắc hoặc là cái bông gòn màu xanh xanh này nè, đó là anh em xài thiên thu. Đó, cần gì? Cần ma chích không? Cần polygen không? Cần xứ thanh không? Mình đâu có cần gì đâu. Hồ cá của mình nước vẫn sạch à. Đó. Thì mình nói anh em hoài, mình chia sẻ những cái đơn giản thì anh em nói với mình, ừ ông như vậy. Còn mình nói những cái nào mà mình làm được trên hồ cá này thì mấy ông nói mình BG là sao anh em? Anh em mình cho mình cái nhận xét đi làm sao? Đó. Thì bây giờ cá mình như vậy nè, nó đang bay nè. Anh em thấy nó đang bay không? Mình trong clip của mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà mình nói rồi mình có làm được hay là không? Chứ không phải shop nó kêu anh em mua cái này mua cái kia, đo độ pH tàu lao nè, cần đo không? Ông nào thôi cần đo độ pH rồi xử lý được nước giống vậy không? Tôi đâu cần đo độ pH. Tôi cần gì? Thay nước là xong. Trung hòa pH NH3 NH4 ổn định. Con cá gồng này nó cần gì anh em? Nó cần nước sạch. Nên nó không có cần đo độ pH, nó không có cần mà cái vật lưu lọc xứ thanh xứ viên mắc chích, không có cần cái gì hết trơn á. Anh em hỏi nó coi nè, nhìn hỏi nó coi nè, ông cần vật lưu lọc gì? Nó trả lời anh em nè, đó nó trả lời được đâu, nó đâu cần gì đâu, nó cần nước sạch như vậy thôi. Nước sạch thì sao? Thay nước đó. Bệnh thì sao? Thay nước. Nước nó hư thì con cá nó mới bệnh. Nước hư đi đo độ pH làm gì? Tụt khùng. Nó thêm thằng khùng nữa. Nước hư đi đo độ pH. Rồi đo độ pH làm gì? Người mua gì? Mua cái thuốc gì? Hai chai đó anh em, hai chai gần cái củ máy đó, bỏ vô. Đó, mình chỉ chơi gì? Mình chơi muối, mình chơi bài tập quá, mình chơi muối. Ừ. Tôi chơi muối. Còn mấy ông đồ xịn thì mấy ông chơi đi cá xịn. Đó, thì cái clip mình ngắn gọn như vậy thôi. Anh em có hai cái bệnh mình nói rồi. Bệnh cá hành và bệnh xốp dẫn. Mình không có hai bệnh đó, mình trị được hết rồi. Bây giờ cái xốp nào mà nhảy vô đây á, mình dẫn nó xốp lại luôn, chứ khỏi cần bị xốp dẫn. Rồi, chào anh em nha.